Trời đất ơi, nằm vậy? Rồi cái bắt ngủ thiếp luôn vậy đó à? Dạ. Dạ. Đâu có, nằm vậy chứ không có ngủ con ơi. Dạ. Suy nghĩ dữ lắm. Nghĩ gì? Trời, bác nghĩ là cái chuyện vừa rồi, cái vụ tổ chức mừng thọ cho bác đó. Dạ. Nói vậy chứ thực ra là bác cũng nghĩ con bác nó còn nhiều khó khăn, nó chưa có tổ chức được, cho nên bác nghĩ là thôi, khỏi phải làm. Trời ơi, rồi giờ bác tính về. Rồi bác đi về con. Bảy, bác về là bác thua con dâu rồi. Đừng bác đừng về, bác cứ bình tĩnh nghe lời con đi nha. Với lại con đang chân yến cho bác ăn mà. Bình tĩnh nha bác. Cứ bình tĩnh. Xin lỗi bác, con có điện thoại. Nghe được không? Mẹ chồng con gọi, gọi chắc là để cảm ơn con cái vụ mà con chuyển cho mẹ con 50 triệu đó. Dạ. Dạ mẹ con nè. Trời ơi mẹ ơi, mẹ gọi điện cho con làm cái gì? Ơi, người có bao nhiêu đâu mẹ. Dạ sao ạ? Dạ. Ê, cái gì vậy con? Mày nói cái gì? Ủa mẹ, mẹ bình tĩnh lại, mẹ có nhớ lộn không nè? Là mẹ, là con nói chồng con gửi về cho mẹ 50 triệu để mừng thọ mà. Hả? Chồng con nói với mẹ là năm nay vợ chồng con làm ăn thua lỗ cho nên không có mừng thọ. Rồi, cái gì? Rồi chồng con mượn mẹ 50 triệu hả? Khoan, đừng chuyển, mẹ đừng chuyển cho con nha. Đừng. Hả? Mày chuyển rồi. Trời ơi, đúng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình mà. Mấy cái chuyện này mẹ phải hỏi con chứ. Con nắm quyền ở trong gia đình này mà. Trời ơi, thôi, đừng, mẹ đừng hỏi nữa. Bây giờ con không có bình tĩnh con nói chuyện với mẹ nha. Con chỉ biết là con rất cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một đứa con là biết lương gạt bỉa chuyện với vợ. Trời ơi. Con ngồi xuống. Nghe lời bác, con bình tĩnh nghe con. Trời ơi, vợ chồng có khi tối lửa tắt đèn có nhau, nó có sai trái gì, con cũng phải thật là bình tĩnh để mà xử lý nha con. Trời ơi, bình tĩnh cái gì? Con, hồi nãy con hứa lấy yến cho bác á, con yến đâu mà có mà yến không biết nữa. Trời ơi, lúc này mà bác biểu con bình tĩnh á, bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, nó lấy tiền con nè, nó lừa gạt nè, nó méo mã gạt đâu nè. Trời ơi, vậy biết tay tôi. Nghe bác nè. Con tức quá. Trời ơi, bớt giận, bớt tức. Mà giận quá nó mất hôn con. Nè, con nói nè, bác xem ra chuyện mà con còn khổ hơn nhà bác. Coi vậy cho chuyện nhà bác nó không có đến nỗi nào trên thượng dưới hòa êm ấm. Vậy một cái là không có tổ chức tiệc mừng thọ được thì cũng không có làm sao. Thôi, để bác về nha con. Nha. Ủa sao bác? Hả? Sao bác đỡ quẻ lẹ vậy? Con à, bác nói thiệt nha con. Bác không dạy gì bác trợ chứng cho con dâu với con trai của bác đâu. Nó lục đục với nhau. Chuyện nhà con á, con cứ bình tĩnh con giải quyết nha. Đừng có ung sùm lên, thật biết kỳ lắm. Thôi bây giờ, để bác về. Bác về nha con, nha. Bác về nha. Về. Bác về. Biết tay tôi. Minh, anh về nè. Minh. Hả? Lại đây ngồi. Sao? Có chuyện gì mà thấy cười te tét vậy? Mình gửi cho mẹ 50 triệu chưa? Gửi rồi, gửi liền luôn á. Vậy hả? Rồi mẹ nói cái gì Minh? Trời ơi, má nói má sướng lắm luôn. Má rất là hạnh phúc, có một con dâu như em. Anh hãnh diện quá trời quá đất. Dạ, rồi mẹ có gửi lên cho mình 50 triệu mình mượn không Minh? Có. Vậy hả? Ôi, vậy là mình có tới những 100 triệu cơ. Ủa, 100 triệu là sao? Ủa, mẹ gửi là sao? Ủa, là sao? Chưa hiểu. Ông đừng có giả điên với tôi nghe chưa? Nè, tôi nói cho biết được chưa? Tôi đưa cho ông 50 triệu mà ông không gửi cho mẹ của ông ha. Mà ngược lại ông còn kêu mẹ của ông á là gửi lên cho ông 50 triệu. Ông nói là lúc này là vợ chồng làm ăn thua lỗ, cho nên là cần tiền mẹ gửi về, không có làm tiền mừng thọ gì hết. Vì cái là bây giờ ông đang có trong tay 100 triệu. Vậy tôi hỏi ông 100 triệu ông làm cái gì? Ông chơi gái phải không? Sao? Ông trả lời đi. Hả? 100 triệu ông làm cái gì? Ông nói đi. Ông làm cái gì 100 triệu? Hả? Em nói chuyện này anh buồn quá. Ông buồn cái gì? Thằng Phú. Thằng Phú sao? Thằng Phú làm ăn thua lỗ. Nó mượn tiền anh.
anh cho anh nói dối với em để đưa tiền cho nó. Cũng là em của ông. Được rồi, nói về hả, nó biết tay tôi. Mà thôi. Cái gì? Đợi nó về là cái gì? Tôi gọi điện cho nó để ba mặt một lời. Tôi đừng gọi làm chi chứ. Ông im, để tôi gọi. Thật em của ông ha. Alo, Phú đó hả? Ủa sao vậy em? Em mắc cái giống gì mà em mượn của anh em 100 triệu? Em làm anh thua lỗ cái gì hả? Em mới xin chị 2 triệu đồng. Nè, em xin chị 2 triệu đồng để mà em là mua tranh, rồi bây giờ em lấy 100 triệu của anh hai em làm cái gì? Hả? Không có hả? Anh hai xạo hả? Anh hai dựng chuyện hả? Được rồi, chị cảm ơn em. Sao? Ông lấy 100 triệu ông làm cái gì? Thằng Phú nó nói là không có kìa. Anh xin lỗi. Nói. Anh lấy 100 triệu đó, anh chung độ đá banh rồi. Cái gì? Anh thua banh, cá độ đá banh. Lúc này mày đặt chơi banh bộng nữa ha. Cũng nhờ tôi giả bộ tôi gọi thằng Phú tôi biết là lúc này ông banh bộng đó ha. Hả? Nãy giờ mày giả bộ gọi nó hả? Như là vậy mới lòi được bộ mặt của ông ra. Cá độ đá banh, giả mà. Tôi không dám gì nữa. Không dám cá đồ nữa. Không dám cá nữa. Trời ơi, thôi. Nói gì? Nói à, gì cơ? Ba mẹ đồng ý tổ chức sinh nhật cho nội rồi đó. Vậy là kế hoạch của cô với nội thành công rồi đó nha. Không đâu con. Nội không cần làm lễ sinh nhật nữa. Mẹ, trời đất ơi, mẹ bỏ đi đâu vậy? Vợ chồng con lo lắng muốn chết luôn à. Này, con cũng báo cho mẹ hay là vợ chồng con đã đồng ý là tổ chức sinh nhật cho mẹ, mừng thọ mẹ 70 tuổi rồi đó. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mới đầu con không biết là mẹ muốn một cái tổ chức một buổi thượng thọ. Con chỉ tưởng là mẹ làm như vậy để mà làm khó dễ con. Tại vì bà sang bà xúi biểu mẹ làm như vậy là tại vì bà ghét con. Dạ. Nhưng mà bây giờ con có biết là mẹ cũng muốn làm một cái tiệc mừng thọ. Tại vì mẹ hứa với bà Lễ mà mẹ mà không làm thì mẹ quê. Giờ con xin lỗi mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm. Vợ chồng con sẽ làm một cái lễ mừng thọ ra trò cho mẹ nha. Bây giờ mẹ không cần làm lễ sinh nhật sinh nhật nữa đó. Gia đình mình vui vẻ là mẹ mừng rồi. Dạ. À, sao lại vậy? Làm á, dạ. Hai chồng con cãi nhau rồi nha. Dạ. Rồi con cháu tiền bạc nó cũng hơi yếu yếu. Rồi ra nó cũng mất công mà tốn kém thôi. Hú cần sinh nhật gì hết á. Dạ, được mà mẹ. Dạ, cảm ơn. Tụi con tổ chức cho mẹ được mà. Dạ, dạ. Sao? Đây, báo cho cả nhà một tin vui đi nè. Trời đất ơi, nhà xuất bản giờ mới điện thoại báo cho tôi ra. Nhà xuất bản đó là báo là tập thơ của tôi đã được phép in rồi. Ôi trời ơi, mừng quá. Chưa. Điều thứ hai là cái tập thơ đó cũng đoạt giải thưởng văn học trong năm nay luôn đó. Điều chưa nhân đôi nữa. Chưa hết nữa. Nhân ba là sao? Bà xuất bản báo luôn là đài truyền hình cũng muốn mời tôi và một người thân để lên nói để vinh danh về cái tập thơ đó nữa. Bà con chọn rồi mẹ. Trời ơi, con mới là con. Con chọn người thân đi với con rồi. Dạ. Ừ. Chắc là mẹ chứ ai phải không con? Trời ơi, vậy mẹ mừng quá. Thôi vì hai mẹ con mình á, con thì nổi tiếng. Hồi nào tới giờ có ai biết tới con rồi, bây giờ tự nhiên nổi tiếng rồi mẹ không mừng sao được. Bây giờ vậy nè con, để mẹ qua mẹ báo cho bà Lễ bà biết. Mẹ tức ói máu luôn nha. Nha. Ôi, mẹ mừng lắm, mẹ chúc con cứ thành công như thế nha con. Trời ơi, con trai của mẹ yêu quý quá nha con. Bà đi, nha, đi qua bà Lễ nha. Quên bà Lễ, quên bà qua bà Lễ hả? Bà Lễ, báo cho bà biết cho bà tức chết. Trời ơi! Cái gì vậy? Cái gì mà đi nhận? Một nhận, một nhận. Rồi sao? Kiếp nạn thứ 8 của ba tới rồi đó. Chắc chắn luôn. Cái gì? Làm nói gì nói chứ, làm hồi hộp hồi... Nè ông Cầm, bây giờ ông chỉ có quyền nghe tôi hỏi rồi trả lời cho tôi, nghe chưa? Dạ. Tôi hỏi ông, bao nhiêu năm nay
ai là người đã đồng cam cộng khổ với ông? Nói! Bà chứ ai? Ừ. Còn bao nhiêu năm nay ai là tạo cái nguồn cảm hứng ông sáng tác thời gian? Nói! Cũng bà chứ ai? Ừ. Rồi bao nhiêu năm nay ai là người lo diễn mọi chuyện trong gia đình này để cho ông yên tâm phát triển sự nghiệp? Nói! Tất nhiên là bà rồi. Cái gì cũng là tôi đúng không? Đúng. Vậy tại sao khi đài truyền hình trao giải thưởng văn học cho ông hả? Tại sao ông không dắt tôi đi mà ông dắt mẹ đi là sao? Chà, nói. Không không, cái này phải để giải thích. Rồi ở lúc đó đó, lúc mà được nghe được cái đài truyền hình mời lên để phỏng vấn rồi trao giải thưởng đó, rồi lúc đó mà mẹ đứng kế bên, mẹ nghe. Rồi cái chưa kịp nói gì thì mẹ nói để mẹ đi với con. Bây giờ tôi phải trả lời, tôi nói là mẹ ở nhà đi để con đi với vợ con hả? Đâu có được. Thì ông nói đi. Ông nói là người ta yêu cầu phải có chồng có vợ chứ không phải mẹ với con. Thì ông nói với mẹ nghe đi. Sao mà được, ai mà đi nói với mẹ một cái sự thật phủ vàng như vậy là mẹ tôi sống sao nổi, trời ơi, bỏ buồn tội nghiệp bà chứ. À, ông sợ mẹ giận hả? Thì ông cứ nói đi, người ta yêu cầu như vậy thì mẹ đâu có giận hả? Tại ông không chịu nói người ta mới giận. Tôi mới nói thẳng cái gì trời ơi, mẹ tôi từ mặt tôi luôn á. À, nếu ông sợ mẹ ông từ mặt thì tôi sẽ giận ông, sẽ ly dị với ông. Cái gì vậy? Ông muốn đi bình hiếu bình tình, ông chọn ai, tôi hay mẹ? Tự cái câu chuyện này mấy chục năm nay mà mẹ với bà cứ quá lỡ chị đi hoài rồi. Bình hiếu bình tình anh biết chọn làm sao. Giờ này còn ca hát được hả? À, không không, tôi nhớ rồi. Nhớ cái gì? Tôi có làm một bài thơ đi tặng bà và mẹ để tôi đọc lại cho bà nghe. À, đây. Luôn luôn để đầu giường. Để đọc cho bà nghe là bà sẽ cảm động nghe. Đây nè. Nếu em hỏi anh chọn mẹ hay vợ, anh đáp rằng anh phải chọn cả hai. Mẹ và em ai cũng đều quan trọng. Trong tim anh mỗi vị trí có khác nhau. Trên cuộc đời mẹ thì chỉ có một, sinh anh ra nuôi lớn khôn thành người. Nhưng còn em người vợ thổi tàu khang, lo gia đình trăm bề đều yên ổn. Anh đâu thể chỉ chọn mẹ hoặc em, thôi thì đành làm kẻ mộng tham lam. Anh sẽ chọn luôn cả em và mẹ. Đọc xong bài thơ là khóc rớt nước mắt. Nín liền luôn, nín liền cho tôi. Rớt liền nước mắt. Trời ơi, mấy chục năm nay em đọc bài thơ này tôi nhà tôi chán ghê lắm rồi. Bây giờ tôi không nói nhiều, đi. Đứng dậy đi liền, đi lên nói với mẹ là người ta đài truyền hình người ta yêu cầu là phải có vợ có chồng. Đi, đi lẹ lên. Không được, trời ơi, sao mà lên mà nói với mẹ kiểu đó được em. Trời ơi, chết luôn à. Nói không được không? Được rồi. Nếu mà ông không nói được, tôi không được đi lên chung với ông trên đài truyền hình ha. Ngủ sẽ ở đây. Lên ngủ hả? Tôi sẽ ở đây. Tôi chết khô hả? Tôi chết héo hon. Ôi mà giật giả, tôi tuyệt thật luôn. Tôi tuyệt thật luôn. Ô mà đừng có làm vậy mà, trời ơi, đừng có. Tôi tuyệt thật luôn. Đi chưa? Thôi đi 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 liền. Đi chưa? Đi. Đi. Trời ơi. Ông đi rồi hả? Phải dùng mỹ nhân kế ông mới sợ chứ. Trời ơi, trùm cái này nó ngọt muốn chết luôn vậy đó. Mẹ ơi, con vô nha. À, con đó hả? Con đây, cứ con trai. Ôi trời, may quá, con dòm. Con dòm tiếp với mẹ coi. Chọn cho mẹ cái màu nào, cái áo nào mà mặc ra hợp mà nó đẹp á nha. Bây giờ tao chọn mà nó rối hả? Đi chi? Hả? Thôi nào đẹp. Lên tivi hả? Ừ, lên tivi với con á. Không có màu nào được hết á. Sao vậy? Mẹ. Mẹ thấy cái này nè. Con muốn nói với mẹ. Sao? Nói gì con? Ví dụ như là mình không lên tivi được thì mẹ có buồn không? Làm gì có chuyện đó. Không lên tivi được. À, hay là người ta nhầm với cái người nào mà không có được giải thưởng á, như con phải không? Không phải, con là nhà thơ là hay nhất là. Ừ, đúng rồi. Nhưng sao mà nhầm được? Ừ. Không, sao vậy trời? Trời ơi, con có biết không? Trời ơi, mẹ vui quá trời luôn, phấn khởi lắm. Mẹ đi khoe hết cả xóm mình là con được cái giải thưởng thơ qua ngay đó. Mà lại chuẩn bị lên tivi với con nữa.
Trời ơi, phấn khởi lắm. Ông biết không, mà không có được vậy thì buồn rồi nha. Không có đi có chuyện gì trục trặc không con? Không có. Mẹ lên TV mà mẹ hạnh phúc dữ vậy sao? Ô, mừng quá trời trời, có mấy khi mà được đâu con. Ngàn năm có một, mẹ có cái thằng con trai xứng đáng như vậy cho không mừng sao được. Mẹ đi khoe đó. Con, hay là con rảnh không? Con chở mẹ đi chợ mua cái đồ dài. Chứ cái đồ này đi với cái áo dài đó không có hợp. Cái cũ xịn đó mới tin à. Nha, chở mẹ đi mua cái đồ dài. Được rồi. Cho đẹp đẹp. Để nó qua nó chở mẹ đi. Con mệt quá. Ủa? Con thấy người nó mệt mỏi. Mệt hả con? Con vậy không được thôi. Cái hay là mẹ nói vợ con á, nó nấu cháo thịt bằm cho con ăn cho nó mau khỏi rồi. Rồi mua đồ xong gì, nấu xong cho con là khỏi liền à. Không có đâu, không có nấu cháo thịt gì mà nó ổn được đâu. Sao vậy? Vì nó căng thẳng rồi, nó mệt mỏi. Ráp được con. Trời ơi, ngàn năm mới có một lần được cái giải thưởng đi lên lãnh mà ráp cho khỏe mạnh nó đi với mẹ, mẹ vui lắm. Nhưng con ráng lắm, toát mồ hôi hột luôn. Nhưng mẹ, mẹ hứa với con, dù bất cứ cái chuyện gì mà nó xảy ra thì mẹ đừng có trách móc hờn giận vợ con nghe. Thì hồi nãy á, con thấy ba ngồi ở đây nè, mặt ba buồn hiu à. Xong rồi ba còn nói câu: nếu bây giờ không biết chọn ai thì chỉ còn có một cách. Xong rồi ba đứng lên bỏ đi luôn. Vậy sao không biết đọc cái coi ba viết cái gì trống? Đọc không hả cô con? Cô đó nói cái gì? Mẹ, hình như bài thơ này bà mới sáng tác á. Thì đọc đi. Dạ dạ. Nhà có mẹ và vợ, biết bao giờ mẹ thuận vợ hòa, lòng con bối rối, cửa nhà ấm êm. Biết bao giờ mẹ hiểu vợ vui, làm con bớt khổ, làm chồng bớt lo. Sao không phải không? Cậu mập mập hồi nãy đó. Cái gì không phải? Vui quá, chưa ăn nước cũng uống. Cái cậu mập mập đó là vợ của con á. Hả? Ủa? Con cố tình làm vậy á. Ra là vậy là sao? Là con làm vậy để cho mẹ với bà nội hòa thuận á. Ai ngờ thành công hơn mong đợi luôn. Trời đất ơi mẹ. Thì ra đó. Bài mưu độc sĩ rồi nó mẹ. Bà mẹ thấy không? Tao nói bữa nay vui quá trời, con cười muốn trời ngoái miệng luôn á mẹ. Trời ơi, bây giờ mà nhà cửa vui vẻ đâu có gì khó đâu hả mẹ ha. Ngoại thấy thì